nữa. Chào các bạn, tôi là Hằng Lam. Mình bị danh là La La. Trứng rán cần mỡ. Ốc cần bơ. Nhưng không cần cớ, cần đặt cớ. Xin chào các bạn, mình là Đạt Lương. Đó. Hai bạn có mối quan hệ như thế nào ạ? Bạn bè bình thường. Bạn bình thường thôi, nó thích mình đó. Có thích mình lắm. Có thích mình lắm. Đến đi mẹ, vào vô. Quay vô đi. Đang hai bạn sẵn sàng chưa ạ? Ok. Kích thước, thời lượng hay là kỹ năng? Chọn một thôi. Chọn kích thước. Kể tên ba trang web phim đầy nổi tiếng mà bạn biết. Rồi đẹp. Bên thức. Với đây đi. Dạ, yếp video. Hãy kể tên ba con đường có những khách sạn nhất ở Sài Gòn. Phía Trích Long, Sư Vận Hạnh. Với lại số 7. Số 7 và quận 7. Trời ơi. Mấy mẹ nó mất trên đầu. Ba bộ phận cơ thể người bắt đầu bằng chữ cờ. Rồi, thằng nào? Cái gì? Hạt phải nói lớn lên để biên tập dễ lắm. Chân. Chân. Ba bộ phận của người kế bên mà bạn muốn sờ. Hai bạn có gì muốn nói với người còn lại không? Bắt đầu từ hàng trước đi. Khôn hơn. Sẽ bớt xàm lại phải không? Ông sao khóc đó. Hàng muốn có gì nói với bạn không? Trứng rán cần mỡ. Ốc cần bơ. Nhưng không cần cớ, cần đặt cớ. Bữa giờ không gặp cũng nhớ. Trời ơi. Channel để đón xem những clip mới và hay hơn nữa nha. Bye. Wow.